Phi được thiết kế là một chiến binh thon gọn giống những rider khác trong thời đại Heisei, mặc lên người một bộ suit đen, một bộ giáp kim loại với những chi tiết bảo vệ những bộ phận quan trọng và những đường phô tông màu đỏ chạy khắp cơ thể của anh. Đôi mắt là một hình tròn được cắt đôi tạo nên hai chiếc râu đặc trưng của series rider, với những vũ khí được trang bị để chiếc thắt lưng của một rider hết sức thiện chiến. Mặc dù là một trong những chiếc thắt lưng đầu tiên, nhưng vũ khí hỗ trợ cho Phi là vô cùng nhiều. Vũ khí đầu tiên Phi Phone, thứ giúp anh biến hình là một chiếc điện thoại gập khi xoay ngang đầu súng và kích hoạt mã lệnh hai trạng thái bắn khác nhau, bắn đơn và một trạng thái bắn liên tục, tấn công tầm xa kẻ thù và đẩy lùi chúng một cách hết sức hiệu quả. Đây chỉ là vũ khí hỗ trợ và tấn công trong một số trường hợp cấp bách, chứ không phải là để ra những đòn tấn công uy lực để kết liễu kẻ thù. Vũ khí hỗ trợ thứ hai được anh sử dụng nhưng đa phần chỉ là để tấn công bằng đòn tất sát, Phi Pointer, một chiếc đèn pin để chiếu sáng cũng như ra đòn tất sát cực mạnh của anh, của Rider Kick trong truyền thuyết. Vũ khí cầm tay lại có tên gọi khá thú vị. Nó là một chiếc máy ảnh có khả năng chuyển đổi trở thành một nắm đấm, giúp tăng khả năng cận chiến. Khi kết hợp với Mission Memory của anh cũng kích hoạt được đòn tất sát. Nói về vũ khí cận chiến của Phi, chúng ta còn phải nói tới Phi Edge, là một thanh gươm được rút ra từ chiếc xe Autobahn. Nó là một thanh gươm laser với tay cầm, cũng chính là tay cầm của chiếc xe. Tăng cường sức mạnh của Phi cũng như phạm vi tấn công của anh là những gì mà Phi Edge mang lại. Vũ khí hỗ trợ cuối cùng của anh là Autobahn, chiếc xe máy đặc trưng khi Phi bị tấn công cũng như rơi vào trạng thái nguy hiểm. Nó sẽ chuyển hóa thành trạng thái thứ hai với tên gọi Battle Mode, đứng dậy và bay lên bầu trời. Một con robot, khả năng chiến đấu của con robot vô cùng vượt trội khi đánh áp đảo những tên sử dụng chiếc lưng Phi vào mục đích sai trái. Ngoài ra, chiếc bánh xe trước còn là một khẩu đại liên, khi xoay chiếc bánh xe sẽ bắn ra hàng loạt phát đạn, gây không ít khó dễ cho kẻ thù. Ba thứ này khi kết hợp với Mission Memory từ Phi Phone sẽ đẩy nguồn năng lượng photon vào chúng để ra ba đòn tất sát khác nhau. Việc sử dụng nắm đấm ra đòn tất sát thì khá đơn giản, chỉ là một cú đấm để kết liễu kẻ thù với biểu tượng của Phi khi kết liễu chúng và biến Ophanot trở về với cát bụi. Khi kích hoạt cùng với Phi Edge, anh sẽ quẹt một đường kiếm xuống đất để tạo nên nguồn sóng năng lượng photon chạy đến hướng của kẻ thù, khóa chúng bằng sức mạnh photon. Phi lao nhanh lại để ra những nhát chém cực mạnh từ thanh gươm để kết liễu chúng. Còn tấn công tất sát thương hiệu của anh lại tính từ vũ khí không có bất kỳ khả năng hỗ trợ nào là Phi Bouncer. Kích hoạt cùng với Mission Memory gắn nó vào chân, anh nhảy thật cao lên bầu trời, chiếu ánh sáng từ chiếc đèn vào người kẻ thù. Nó sẽ tạo ra một mũ khoan, Phi lao nhanh vào chiếc mũ khoan này, sau đó anh biến mất cùng với chiếc mũ khoan, xuyên phá kẻ thù với sức mạnh từ photon, kết liễu chúng bằng biểu tượng đặc trưng của anh. Ngoài những vũ khí hỗ trợ cơ bản, kích hoạt mã lệnh giống với Delta, anh sẽ triệu gọi nên chiếc xe Z-Sliger của hắn. Giống và hoạt động tương tự, nhưng Phi lại không thể nào tận dụng được chiếc xe này và dễ dàng bị Delta sử dụng Dragon Ophanot hoàn toàn áp đảo và hủy diệt. Một vũ khí khác là một cặp đại pháo với hình dạng là một chiếc loa mang tên Phi Sounder, chỉ xuất hiện trong hai bờ DVD của Phi. Cùng Mission Memory cho ra đòn tất sát là những luồng sóng âm vô hiệu hóa cũng như kết liễu kẻ thù.